người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn, có lúc dở dại. Có lúc tuổi, có lúc vui, có lúc thăng hoa. Có ngày cười, có ngày khóc, có ngày hoang ca. Đời chúng ta quá nhiều thứ ta chưa cho đời được nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều. Mày đi nhỏ, rừng này ghê lắm á, mỗi năm ngủ một mạng đó. Ê, hay là bây giờ mình chơi trò chơi đi, chơi đổi lạnh. Giờ tôi thách thằng Hoàng đi ra đằng kia 200m, đánh dám lại. Anh dám chơi không? Ủa Ngọc, con Ngọc bị sao vậy? Nghe tao nói. Bên phải dẫn ra Phan Dũng. Còn bên trái thì sao? Bên trái sai đường. Hoàng bắt con lại. Hoàng bắt con lại.